Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn cái cách là mình sẽ cài tiếng Việt trên chiếc máy Sony A6000. Và thứ hai nữa là mình sẽ hack cái cách chỉ cho các bạn cách hack cái quay full time trên máy Sony A6000 này luôn. Tức là như các bạn đã biết đó, chỉ có những cái máy như máy Sony A6004, A6006 rồi là Sony ZV-E10 hiện nay là có quay full time, full thời gian, tức là không giới hạn thời gian trên trên máy. Nhưng mà hơi Sony A6000 này hoặc là Sony A6005 tức là sẽ không có chức năng đó. Và thứ hai là không có tiếng Việt luôn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách để cài đặt và sử dụng làm sao cho nó có những chức năng đó trên máy. Thì trước tiên đó, các bạn cần chuẩn bị cho mình là một chiếc máy Sony A6000. Đây, mình đã có chiếc máy này. Và thứ hai nữa là cái cọng dây cáp. Đấy, cọng dây cáp của máy, như các bạn lưu ý cho mình là cọng dây cáp của máy luôn nhé. Chứ còn các bạn lấy cái cọng dây cáp mà nó không đúng thì nó sẽ không không kết nối được đâu. Không, nó sẽ không không phải là chính của nó, thì nó sẽ không kết nối vào máy của các bạn đâu. Đó. Thứ hai là các bạn sẽ chuyển cái chế độ kết nối máy cho mình. Thì là các bạn sẽ chỉnh cái máy của bạn, các bạn về chế độ kết nối là để chế độ kết nối USB ấy, là các bạn để cho mình ở chế độ này kết nối USB. Như máy của mình là máy để mình đã cài được tiếng Việt rồi các bạn nhé. Đó, các bạn thấy đây, đây này. Đó, thì bây giờ mình sẽ chuyển chế độ kết nối USB này thành cái chế độ là MTB, các bạn lưu ý cho mình nhé. Và bây giờ mình sẽ chuyển về tiếng mình sẽ chuyển về 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 chế độ là tiếng tiếng Anh để cho nó giống như bình thường đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển nó về tiếng Anh mặc định như ban đầu đây. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chuyển về chế độ tiếng Anh này để mình để chế độ là MTB các bạn nhé. Trong trong cái menu cuối cùng và thanh thứ tư ở cái menu cuối cùng này. Đấy, ở trong cái menu cuối cùng và thanh thanh số 4 của cái USB connection này, các bạn để cho mình chế độ MTB ha. Đó, thì đấy là cái sự chuẩn bị, tức là các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái máy Sony A6000 và một cọng dây cáp chuẩn của nó ha. Cọng dây cáp chuẩn rồi. Đó, và các bạn chuyển chế độ của cái máy của bạn là chế độ kết nối về MTP. Rồi, sau đó các bạn sẽ kết nối cái máy tính và các bạn sẽ kết nối cái máy ảnh của các bạn với máy tính. Thì các bạn sẽ mở cái phía bên này ha. Mở này ha. Rồi, xong các bạn cắm cái cọng dây cáp của bạn vào đây. Rồi, và một đầu này mình sẽ cắm vào máy tính của các bạn. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ tải cho mình cái phần mềm. Mình sẽ để ở đường link, mình sẽ để các bạn ở đường link trong phần mô tả video. Thì các bạn cài cho mình phần mềm này. Đây, đó. Bây giờ mình sẽ cắm kết nối máy vào máy tính ha. Rồi. Mình sẽ cắm kết nối vào. Lên. Khi nào mà máy tính của các bạn nhận Sony A6000 đó, khi nào cái máy tính của các bạn nhận chữ Sony A6000 như thế này, tức là cái dây kết nối của bạn đã thành công. Đấy. Còn bây giờ các bạn sẽ phải cài đặt như sau. Rồi, các bạn sẽ kích cái này và chạy nó lên. Đấy. Thì nó sẽ chạy như thế này. Bắt đầu nó sẽ đọc cái camera của các bạn, đọc cái camera của bạn nha. Bạn get camera info này. Đây, như cái máy của mình là máy Sony A6000 và số đọc số series nó sẽ đọc hết mọi thứ luôn, và phiên bản update là phiên bản 3.2. Rồi, sau đó các bạn sẽ chuyển sang cái phần là instant và app, và các bạn chọn đến cái open memory tweet này. Đó. Xong rồi và các bạn bấm vào cái instant setup, bấm vào đây cho mình ha. Bấm vào đây và nó sẽ chạy, đó, nó sẽ chạy cái cài đặt cho mình. Và khi cài đặt xong, đây là đang cài đặt cho mình này. Nó khi nó cài đặt cho bạn, đây là bạn nó báo là complete successfully, tức là nó đã cài đặt thành công. Và sau khi các bạn cài xong thì các bạn sẽ tiếp tục tắt cái phần mềm này đi, tắt đi ha. Các bạn ngắt kết nối, các bạn sẽ ngắt kết nối cho mình. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái máy ảnh của các bạn lên. Ok.
Ok, vậy các bạn sau khi các bạn lấy được cái mà cài xong, các bạn lấy cái máy của bạn lên thì các bạn sẽ bấm vào phần menu cho mình. Đấy, các bạn bấm vào cái mục thứ ba, thứ tư là cái phần application list. Các bạn bấm vào mục này cho mình ha. Vào mục này sau đó các bạn sẽ bấm vào cái chọn xuống cái application list. Bấm vào đây. Và các bạn mở cái Open Memory Disk này lên ha, cái đầu tiên, mục đầu tiên này lên. Rồi đó, khi mở lên thì các bạn sẽ có những cái mục ở dưới đây. Đấy, các bạn khi mở lên các bạn sẽ có mục dưới đây sẽ báo cho các bạn như này, người các bạn đã cài, tức là các bạn đã cài thành công rồi đấy. Rồi các bạn sang mục video này, mục video thì bây giờ lúc đầu nó sẽ không có cái này đâu đấy, thì nó chỉ giới hạn cho các bạn quay là được có 29 phút 50 giây thôi. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào cái mục kiểm chọn này, và lúc này nó sẽ quay cho các bạn được là 13 giờ 01 phút 00 giây đấy, thì tức là các bạn quay khá là nhiều thời gian, rất là nhiều thời gian trong này rồi. Đây là thứ nhất, cái thứ nhất là cái đã hack được cái quay không giới hạn thời gian cho các bạn ở đây đó. Thì các bạn thấy nó rất là tiện ích cho mình ha. Tiếp theo cái thứ hai là cái đăng ký này, cái lesson này. Bây giờ các bạn sẽ đăng ký ngôn ngữ, tức là cái máy này thì lúc đầu nó sẽ không có tiếng Việt đâu. Thì bây giờ các bạn kích vào đây, các bạn bấm vào đây thì các bạn đăng ký ngôn ngữ. Vậy thì khi các bạn đăng ký ngôn ngữ xong á, thì bây giờ các bạn sẽ, tức là nó đang là tiếng Anh, bây giờ các bạn muốn là tiếng Việt thì các bạn sẽ sang phần menu. Rồi các bạn đến cái mục, vẫn là mục cuối cùng, thanh số 4, các bạn chọn lên ngôn ngữ là language, đang là tiếng Anh đúng không? Bây giờ mình sẽ bấm vào nó và mình sẽ tìm xuống dưới cùng này, phần tiếng Việt đây. Các bạn bấm vào nó là ok. Đấy, bây giờ máy của mình đã chuyển sang phần tiếng Việt rồi đó, tức là rất là đơn giản đó. Thì đây là một cái cách mà mình hướng dẫn cho các bạn, là giúp cho các bạn là crack luôn các thành phần, là hai thành phần chính của cái máy này, là tức là phần tiếng Việt và thứ hai là cái cách crack full, quay full thời gian, giống như các bạn đang sử dụng máy Sony A6400 hoặc là máy A6600, nên nó rất là hữu ích cho các bạn quay. Nhưng các bạn cũng lưu ý thêm cho mình một phần nữa, là khi các bạn quay, muốn quay được full time thời gian như này, thứ nhất là, một là các bạn sẽ kết nối trực tiếp cái máy ảnh của các bạn, một là các bạn kết nối trực tiếp cái máy ảnh của bạn với một cái sạc dự phòng, hoặc là các bạn sẽ phải sử dụng pin chính hãng của máy các bạn nhé. Các bạn sử dụng pin này, quan trọng là cái pin này, pin chính hãng của máy. Thì khi các bạn sử dụng pin chính hãng của máy ấy, pin 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 ấy, gọi là pin zin ấy, thì nó mới giúp cho các bạn quay full thời gian được. Đấy, còn không thì các bạn nếu mà các bạn có pin dự phòng thì các bạn cứ kết nối cái dây USB các bạn khi nãy với cái sạc dự phòng thôi là được. Đấy, đây là cái mình chia sẻ với các bạn, giúp các bạn có thể cải thiện cái máy Sony A6000 của bạn một cách tối ưu. Các bạn không hiểu cái gì hoặc là cần cái gì, các bạn cứ comment ở dưới và các bạn nhớ like, subscribe, đăng ký cho mình nhé. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn.